vậy má? Em một cái, anh một cái. Anh cái bên trái. Em cứ bên phải. Ô, cái gì mà bên trái của bà vậy? Hello mấy cưng. Ô, ba thế? Bỏ đi my bro. Anh thấy trước, Vena thấy trước. Anh cái bên trái và ta cái bên phải rồi. Nhưng mà với cái mình thấy rồi thì bộ thì chia nhau đi. Thứ nào mà chịu nói. Ôi. Bây giờ này, hai đứa đều muốn ăn đúng không? Đúng. Ok, anh có một trò chơi. Thắng thật chiến, ai thắng được ăn bánh này. Chơi bằng cách nào? Chơi bằng cách nào? Đi theo anh, để đây. Canada. Kỳ lâu quá trời. Ơi, ơi, gì vậy? Ơi, lâu lâu gì vậy? Con nghe mãi đâu. Rồi, ok, bây giờ anh sẽ phổ biến luật chơi. Luật chơi của chúng ta sẽ như thế này. Luật chơi là một đội trốn một đội đi tìm. Trong khi trận đấu diễn ra, đội đi tìm phải tìm thấy đội đi trốn trước khi trận đấu kết thúc thì mới giành được chiến thắng. Đội trốn muốn thắng thì phải bu ra trong trận tử chiến và không bị tìm thấy trong suốt quá trình chơi. Còn lại đội tìm, tìm ra đội đi trốn trước khi ván game kết thúc thì đội tìm sẽ chiến thắng. Hiểu luật chơi chưa? Chúng ta vừa bắn tự chiến, vừa đi trốn tìm. Nhưng mà tự chiến đi, tìm thì chúng tìm đi, tự chiến đi tìm nữa. Mà không muốn ăn bánh hamburger không? Ở nhà kìa. Ok, chia đội rồi nha. Đâu? Đó. Dễ quá. Ok. Anh em vào game chưa? Vào game chưa đâu. Ok. Hello bạn nhỏ. 3, 2, 1, anh sẽ nhắm mắt. Còn một em sẽ đi trốn. Ok. Vừa trốn mà chơi nghe chưa? Rồi, đi đây. 2, 3. Cái gì vậy? Chết. Hey over here. Mày tao tìm đồ của anh đây. Đi đâu anh đang khen nè. Xong chưa? Trốn xong chưa? Xong nói nha. Xong nói nha. A few moments later. Nãy giờ không có chỗ nào luôn á. Mình ngoài sát đó rồi con. Bây giờ có này là hợp lý luôn ấy. Đi chung kim thôi, chung kim thôi. Sang ơi, bên kia chỗ bán đồ ăn kìa. Hả? Ơi. Đang chơi, đang tìm kiếm tụi nó mà ăn uống gì. Tâm hồn na chỉ có ăn uống thôi mọi người ạ. Cái gì vậy? Cái gì vậy má? Nani? Anh cứ tưởng nó trốn trong đó không á? Tôi không tin. Surprise mother. Ok mọi người, và sau một hồi mình và Cam đi tìm chỗ núp thì đây là chỗ lý tưởng nhất của hai anh em mình. Đó, bên mình ấy là vừa trốn vừa bắn, còn bên kia là vừa tìm vừa bắn. Để gì tìm được bọn mình mọi người? Có ai mà vừa đi tìm mà vừa bắn game không? Chơi em nói rồi, bây giờ hai đứa mình đi về ăn cái hamburger đi. Có thấy ai nấy không? Bắn chết rồi đi rồi mình mới biết được là nó đang ở vị trí nào. Thấy rồi nè. Nope. Kia Hay nè. Sao? Cái nhỏ ổng kiếm mình đó. Quên. Yeah. Thắng rồi anh ơi, thắng trận đầu là lợi thế rồi. Ok, vì là team của anh đã thắng game đầu tiên nên vị trí của Kiên hiện tại được gợi ý là đang ở một nơi thể thao.
màu. Là cái gì? Màu đâu? Hai người ở đâu rồi? Từ từ ba. Xui. Anh nhảy 3 lần luôn, ghim cả 2 lần, 3 lần luôn. Xui tỉnh mẹ. Thắng rồi anh ơi, gợi ý tiếp đi. Đang ở nơi hai bên đường có xe chạy. Cái gì vậy? Hai bên đường có xe chạy. Ủa, chỗ nào mà không có hai bên đường có xe chạy? Đó là lời gợi ý từ chương trình. Anh đang chạy lên cầu nè. Bên này mà. Ê, một xe gắn bé lên nè. Một gắn lên hỗ trợ đó nha. Không. Ây da, người hãy chết nữa. Này, còn bé đâu, còn bé đâu. Bé nó xuống kìa, nó xuống bên phải anh ơi. Này, thấy không, thấy chiến thuật chưa, thấy chiến thuật chưa. Quá chụp chặt. À, mấy dính cút chậm. Bỏ mấy cút chậm. Ủa, anh đạo diễn ơi, tại sao tôi phải đi tìm hai đứa đó? Tôi về ăn hamburger còn sướng hơn đúng không? Làm đi. Anh kia biết lo, không tiền không? Bằng. Điện thoại không quen đâu mày, đàn ba ngon bên đâu. Trời, giỡn hoài. Có thấy sọt không đấy, đùa. Trời ơi, chết chứ. Tại chẳng qua là không chơi thôi. Thấy rồi này, đứng theo này. Thấy cả na rồi này, thấy cả na. Ok. Ủa? Buồn ghê luôn á. Đẹp rồi. Đẹp rồi. Lấy đi cùng nhau.